sự di diệu của camera 360 và những phần mềm chỉnh sửa ảnh đã không còn là một khái niệm xa lạ với bất kỳ ai. Dường như hiện tại chẳng mấy ai chịu đăng ảnh lên Facebook, Instagram mà không sử dụng một chút filter hay ít nhất là chỉnh sáng tối gì đó. Chính bởi vậy nên mới có không ít những trường hợp dở khóc dở cười xảy ra khi chẳng may hình ảnh trên mạng khác xa so với hình ảnh ngoài đời thực. Nghiêm trọng thì như vụ anh chàng nào đó đòi tự tử vì bạn gái quá xấu so với trên mạng, hay nhẹ nhẹ thì thất vọng toàn tập vì nữ thần bấy lâu quá ra. Cũng thường thôi giống vụ việc dưới đây. Nhân vật chính trong vụ dở mộng lần này là một cô nàng quá dị tên Đinh Đinh. Sự việc cũng không có gì phức tạp, đơn giản là có cô nàng quá dị tên Đinh Đinh, vốn là nữ thần trong mộng của rất nhiều chàng trai. Đinh Đinh đến từ Trung Quốc và sở hữu hơn 280.000 lượt follow trên trang cá nhân. Trong những bức hình được đăng tải lên trang cá nhân, nhìn Đinh Đinh lúc nào cũng lung linh, với làn da trắng sáng, dốc dáng thanh mảnh, cùng khí chất đặc biệt dịu dàng. Cô nàng thường xuyên đi du lịch và càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn với những xuất hình đẹp như cắt ra từ tạp chí. Tuy nhiên, mọi mộng tưởng về một nữ thần hoàn hảo không tì vết đã dở tan tành khi những hình ảnh của Đinh Đinh trong một lần live stream được tung lên mạng. Khác với nhan sắc khả ái, thoát tục và dịu dàng bình thường, thiếu đi lớp trang điểm và những phần mềm chỉnh sửa, Đinh Đinh thực tế trông ngợt nhạt và kém xinh hơn hẳn. Đinh Đinh trên sóng live stream để lộ làn da nhợt nhạt nhiều khuyết điểm, mũi thâu hơn, bọng mắt lớn, cằm thiếu thon gọn. Nói chung là hoàn toàn không được xinh xắn như trong hình. Tất nhiên, buồn nhất lúc này chỉ có những chàng trai trong fan lớp của Đinh Đinh thôi, trời ơi, chẳng giống trên hình tí nào vậy. Sao nhìn mặt cô nàng cứ kỳ kỳ thế nhỉ? Hít, một nữ thần của tôi lại ra đi. Tuy nhiên, gương mặt thật của Đinh Đinh được tiết lộ qua một lần live stream. Và trái tim nhiều chàng trai hình như đang dở dụng. Tất nhiên, cũng có một vài ý kiến bên vực Đinh Đinh vì cho rằng con gái khi không trang điểm trông ai cũng kém sắc đi vài phần thế thôi. Nhưng dù sao đi chăng nữa, có đôi khi quá lạm dụng việc trang điểm hay những phần mềm chỉnh sửa cũng không tốt đâu, là chính mình vẫn là tuyệt nhất.